Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng vinh danh đội nhóm có thành tích xuất sắc trong 3 tháng đầu năm 2022. Chúng tôi xin được trân trọng vinh danh đội nhóm Á quân tăng trưởng tháng 1 năm 2022. Chúng tôi xin được trân trọng vinh danh hệ thống Hoa Anh Đào với trưởng hệ thống Nguyễn Loan. Với doanh số tăng trưởng 59% trong tháng 1 năm 2022, hệ thống Hoa Anh Đào đã xuất sắc đạt giải đội nhóm Á quân tăng trưởng tháng 1 năm 2022 dưới sự lãnh đạo tài tình của trưởng hệ thống Nguyễn Loan. Một nữa xin được chúc mừng hệ thống Hoa Anh Đào. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời anh Trạng Thành Công, CEO công ty Onbi Việt Nam, di chuyển lên khu vực phía trên sân khấu trao cúp và hoa dành cho hệ thống xuất sắc đạt giải Á quân tăng trưởng tháng 1 năm 2022. Vâng, xin mời quý vị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn giúp chúng tôi được không ạ? Những cô gái đang có mặt trên khu vực sân khấu là những cô gái đến từ hệ thống Hoa Anh Đào, một trong hệ thống có doanh số tăng trưởng thuộc top đầu của công ty. Và đây chính là những gương mặt vô cùng xinh đẹp, trang phục màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Và đây chính là điều mà họ luôn hướng tới, màu đỏ của những sự may mắn, màu đỏ của sự máu lửa và màu đỏ của sự thành công. Một lần nữa xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho họ được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng vinh danh đội nhóm Á quân doanh số và quán quân tăng trưởng của tháng 1 năm 2022. Chúng tôi xin được chúc mừng hệ thống Sen Vàng với sự dẫn dắt của trưởng hệ thống Lê Quyền. Mức tăng trưởng 82%, tổng doanh số đạt được 546.860.000. Đó chính là doanh số mà hệ thống Sen Vàng dưới sự dẫn dắt của trưởng hệ thống Lê Thị Quyên đã đạt được trong tháng 1 năm 2022. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời chị Phạm Thu Phương, chủ tịch hội đồng thành viên công ty Anbi Việt Nam, di chuyển lên khu vực phía trên sân khấu trao cúp và hoa dành tặng cho hệ thống xuất sắc đạt giải Á quân doanh số và quán quân tăng trưởng tháng 1 năm 2022. Vâng, một lần nữa xin được một tràng pháo tay thật lớn dành cho những cô gái đạt giải Á quân doanh số và quán quân tăng trưởng của tháng 1 năm 2022. Hệ thống Sen Vàng, trưởng hệ thống Lê Thị Quyên. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng chúc mừng và vinh danh quán quân doanh số tháng 1 năm 2022. Chúng tôi xin được chúc mừng hệ thống Núi Lửa, trưởng hệ thống Phạm Tố Loan. Doanh số tháng 1 năm 2022 của hệ thống Núi Lửa dưới sự dẫn dắt của trưởng hệ thống Phạm Tố Loan là 931.029.644 đồng. Đây là một con số thật tuyệt vời và chúc cho hệ thống Núi Lửa ngày càng phát huy năng lực cũng như ngày càng vững vàng trên đường thành công của mình. Và xin một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời anh Trạc Thành Công, CEO công ty Anbi Việt Nam, di chuyển lên khu vực phía trên sân khấu trao cúp và hoa
dành cho hệ thống xuất sắc đạt giải quán quân danh số tháng 1 năm 2022. Vâng ạ, xin phép được nán lại khu vực sân khấu đôi chút ạ. Bởi vì là ngày hôm nay là một trong những người rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ đến từ người thuyền trưởng của hệ thống núi lửa. Và xin phép được mời chị Tố Loan sẽ có đôi lời chia sẻ dành tặng cho tất cả quý vị ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được thay mặt cho tất cả các chị em ở kho hệ thống núi lửa đứng ở trên sân khấu này, xin được gửi lời chào thân mến nhất, sâu sắc và thương yêu nhất đến hai sếp lãnh đạo của công ty AMBI, chị Phạm Thu Phương và anh Trạc Thành Công. Và cũng xin được gửi lời chào đến toàn bộ các chị em cổ đông và tất cả các chị em đại lý có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. AMBI ơi! Dành một tràng pháo tay thật lớn cho đội nhóm quán quân tháng 1 núi lửa được không ạ? Thật sự là đứng ở trên sân khấu này, chắc chắn rằng là tất cả các chị em hệ thống núi lửa cũng như là bản thân mình đều đang rất là vinh dự, rất là tự hào vì là một trong những đội nhóm giành được ngôi vị quán quân của quý 1 năm 2022. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là hệ thống núi lửa chính là hệ thống mở màn cho năm 2022 của công ty AMBI, là đội nhóm vô địch. Có tuyệt vời không ạ? Và chắc chắn rằng là để đạt được thành tích này, chúng tôi đều có mục tiêu nhất định của mình. Mặc dù cuối năm 2022 chúng tôi cũng đã chiến đấu hết mình, nhưng với mục tiêu đặt ra đó là tháng 1 núi lửa phải trở thành đội nhóm quán quân toàn công ty. Và chúng tôi với tình yêu, với sự đoàn kết, sự quyết tâm, chúng tôi đã làm được điều đó. Và chiến thắng này sẽ là mở màn cũng như là bước đệm và cổ vũ cũng như là lên những cái cơ sở đặt nền móng để năm 2022 núi lửa chúng tôi tự tin tỏa sáng, tự tin gặt hái những thành tích cao hơn nữa. Và chắc chắn năm 2022 sẽ tiếp tục là một núi lửa mạnh mẽ, phát triển và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ ở công ty AMBI Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ làm được. Và với mục tiêu 22 tỷ năm 2022, chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc và thậm chí là vượt xa hơn nữa. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho núi lửa được không ạ? Và lời cuối cùng, em xin được gửi lời cảm ơn đến sâu sắc đến công ty AMBI đã dành cho chúng em một buổi tối thật là tuyệt vời, cũng như là gửi lời cảm ơn đến toàn thể các chị em trong khán phòng ngày hôm nay đã dành sự quan tâm, chú ý và những tràng pháo tay thật lớn cho núi lửa. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn trưởng hệ thống núi lửa rất là nhiều. Và đó chính là những lời tâm huyết của người trưởng hệ thống dành cho tất cả những thành viên trong hệ thống của mình. Và tiếp theo